Bởi ông bà ta có câu: muốn xe đẹp nhất trong làng, khỏi cần suy nghĩ, đồ sàn carbon. À mà quên, câu này mình nói chứ không phải là ông bà. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Và nếu như các bạn không biết thì carbon là một vật liệu nhẹ, chịu lực, chịu nhiệt tốt. Vì nó nhẹ cho nên giảm trọng lực xe, mà giảm trọng lực xe thì tiết kiệm xăng thôi. Khả năng chịu lực tốt cho nên không bị biến dạng theo thời gian. Bây giờ người yêu của bạn có giận á, không thành vấn đề. Chịu nhiệt tốt nên khi đi đường, nhiệt sẽ hấp thụ vào sàn, không vào xe đâu.